quý đại biểu. Phần trình bày của tôi hôm nay xin trình bày về phục hồi chức năng hô hấp và chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân COPD. Thì chúng ta cũng biết là trong cái COPD là một cái căn bệnh nó cái gánh nặng tử vong và bệnh tật rất là cao, và mặc dù là thuốc điều trị sử dụng rất là nhiều nhưng mà cái hiệu quả cũng còn rất là khiêm tốn. Và cái việc mà phối hợp giữa điều trị dùng thuốc và điều trị không dùng thuốc là một trong những cái vấn đề mà chúng ta còn ít được quan tâm cho đến hôm nay. Thì phần trình bày của tôi xin trình bày về cái vấn đề phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân COPD, đó là cái vấn đề điều trị không dùng thuốc mà hiện nay đã rất là được quan tâm. Và ATS và ERS 2015 đã đưa ra một cái định nghĩa, đó là một can thiệp toàn diện. Và cái quan trọng của cái phục hồi chức năng hô hấp này là nó phải lựa, nó là một cái chương trình can thiệp toàn diện. Thứ hai nữa là nó phải được thiết kế phù hợp với cái từng người bệnh, và nó bao gồm tập vận động là cái quan trọng nhất ở trong cái điều trị phục hồi chức năng hô hấp. Và đứng về mặt chi phí đó, thì nó cái phục hồi chức năng hô hấp nó tương đối là nó rất là hữu hiệu trong cái cán cân chi phí và lợi ích. Trong đó nó chỉ có nó đứng sau cái tức là nó lợi ích hơn so với chích ngừa cúm cũng như là cai thuốc lá, và nó chỉ có tốn khoảng 2.000 đến 8.000 bảng để kéo dài một năm sống có chất lượng. Lợi ích của phục hồi chức năng hô hấp thì người ta cũng đã được chứng minh là nó là cái bằng chứng loại A, khi nó giúp cải thiện tình trạng khó thở, cải thiện tình trạng sức khỏe chung cũng như là cải thiện khả năng vận động, và nó giúp giảm cái tỷ lệ tái nhập viện ở bệnh nhân COPD. Và cái chương trình của phục hồi chức năng hô hấp thì nó thứ nhất là nó đa thành phần, thứ hai là nó đa chuyên ngành, nó cái quan trọng là phải thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng người bệnh, và cái quan trọng nhất là luyện tập vận động ở trong đó kết hợp với lại giáo dục sức khỏe. Thì chúng ta cũng biết là các rối loạn ở trong cái thường gặp ở bệnh nhân COPD thì rất là nhiều, bao gồm là tắc nghẽn đường thở, rồi giới hạn vận động, giới hạn thông khí, rồi viêm, rồi bệnh đồng mắt, giảm chất lượng cuộc sống. Nhưng hai cái điểm quan trọng nhất mà bệnh nhân COPD rất hay than phiền đó là khó thở và giảm khả năng gắng sức. Tức là bệnh nhân thường xuyên là than phiền là tôi không thể nào làm việc nặng được. Và hai cái tình trạng này thì người ta thấy là nó liên quan rất là chặt chẽ với tình trạng căng phòng phổi quá mức. Thế căng phòng phổi quá mức là gì? Căng phòng phổi quá mức nó có hai tình trạng, đó là căng phòng phổi quá mức tĩnh và căng phòng phổi quá mức động. Thì ở người bệnh nhân COPD đó, cái căng phòng phổi quá mức nó thực hiện ra do cái tình trạng mà ứ động khí ở trong phổi, nó gọi là bẫy khí, tức là có cái tăng cái thể tích tồn dư trong phổi cuối kỳ thở ra. Nhưng mà cái căng phòng phổi quá mức động là như thế nào? Là do cái hiện tượng là cái phế nang nó chậm làm trống phế nang, và khi mà người ta gắng sức á, thì cái nhịp thở nó tăng lên, và cái khởi đầu một cái thì hít vào mới á, nó lại xuất hiện sớm hơn kết thúc, trước khi kết thúc cái thì thở ra trước đó. Và như vậy á, thì càng gắng sức thì cái khí tồn dư trong phổi càng nhiều, bởi vì khí cũ chưa kịp ra thì bệnh nhân lại tiếp tục một cái kỳ hít vào mới, và như vậy thì bệnh nhân càng gắng sức sẽ càng thấy khó thở nhiều hơn. Đó là căng phòng phổi quá mức động. Và đây là cái hình ảnh minh họa cho thấy rằng là cái khí tồn dư ở trong phế nang rất là nhiều, và khi bệnh nhân càng gắng sức á, thì cái thể tích cuối kỳ thở ra nó tăng lên. Và đối với thuốc giãn phế quản á, thì thuốc giãn phế quản nó ảnh hưởng rất là hầu như là không đáng kể trên cái tình trạng căng phòng phổi quá mức này. Căng phòng phổi quá mức người ta đánh giá dựa vào cái FEC, tức là cái thể tích cặn chức năng hoặc là thể tích cặn, và hoặc là người ta có thể đánh giá gián tiếp bằng cái thay đổi IC. Và người ta thấy rằng là trong các cái thuốc giãn phế quản thì cái nhóm mà kháng cholinergic nó có hữu hiệu hơn trong cái việc giảm thể tích phổi cuối kỳ thở ra, nhờ nó làm giảm cái trưng lực cơ của phế quản. Ở đây khi mà kết hợp giữa cái LABA và LAMA thì chúng ta thấy rằng LABA đơn thuần thì nó ít có ảnh hưởng trên cái căng phòng phổi quá mức, nhưng mà phối hợp hai thuốc thì nó thấy là giảm được cái IC.
Vậy khi mà điều trị giảm khó thở bệnh nhân COPD thì người ta nhận thấy rằng là bây giờ giảm khó thở chúng ta phải điều trị, đây là một cái mối quan tâm rất là lớn của bệnh nhân COPD, và chúng ta muốn điều trị giảm khó thở thì chúng ta phải điều trị dựa trên cơ chế, thì có thể là dựa bằng giảm tải cơ học, giảm nhu cầu thông khí, hoặc tăng cái lực cơ hô hấp, hoặc là thay đổi cái ngưỡng khó thở. Và trong bốn cái cơ chế điều trị giảm khó thở này, chúng ta thấy đều có xuất hiện của cái tập vận động. Như vậy tập vận động nó có hiệu quả gì ở trong phục hồi chức năng hô hấp? Tập vận động nó giúp làm giảm cái căng phồng phổi quá mức, cải thiện chức năng của hệ cơ xương, và nó làm giảm lo âu trầm cảm, giảm cái nhạy cảm với tình trạng khó thở ở thần kinh trung ương. Và cái vận động là đã được khẳng định trong cái phục hồi chức năng hô hấp, cái điều trị quan trọng nhất là yếu tố vận động. Và đây là cái nền tảng của cái phục hồi chức năng hô hấp, giúp cải thiện chức năng ở bệnh nhân COPD. Đây là một điều này đã được khẳng định rất là nhiều rồi. Và như vậy thì tại sao cái vận động sẽ làm giảm khó thở ở bệnh nhân COPD? Chúng ta thấy cũng hơi lạ là tại bệnh nhân COPD kêu họ vận động, họ đâu có vận động, họ nói tôi vận động là tôi mệt. Vậy tại sao vận động lại làm giảm khó thở? Thì người ta nhận thấy rằng là khi mà vận động thì sẽ giúp cải thiện khả năng hiếu khí của các cơ ngoại biên, giảm nhu cầu thông khí, cải thiện sức cơ, sức bền cơ hô hấp, giúp kiểu thở hiệu quả và giảm nhạy cảm với khó thở. Đồng thời nó tác động trên trung tâm hô hấp để nó làm chậm cái nhịp thở, làm giảm cái căng phồng phổi quá mức. Và đây là chúng ta thấy là vận động nó sẽ làm giảm cái nhu cầu thông khí bằng cách là nó làm cho giảm tiết cái axit lactic khi mà bệnh nhân vận động, và nó cải thiện cái nhu cầu thông khí, nó giảm cái nhu cầu thông khí. Và khi mà bệnh nhân vận động quen rồi đó thì chúng ta thấy rằng là ở trên từ ngày thứ nhất qua ngày thứ nhì qua ngày thứ ba qua ngày thứ tư thì cái thang điểm bo nó sẽ giảm dần sau tập 2 phút và sau tập 5 phút. Thì chúng thấy là khi mà chúng ta vận động quen rồi đó, bệnh nhân vận động quen rồi đó, thì bệnh nhân sẽ giảm nhạy cảm với tình trạng khó thở khi vận động. Và so sánh cái hiệu quả đối với giữa thất giãn phế quản và cái vận động trên khả năng gắng sức, đây là một cái phân tích gộp ở nhiều cái nghiên cứu khác nhau, so sánh giữa cái sử dụng thuốc giãn phế quản bao gồm cả LABA và LAMA và so sánh với vận động, thì người nhận thấy rằng là cái vai trò của vận động trên cái khả năng gắng sức tốt hơn nhiều so với các thuốc giãn phế quản. Và người ta kết hợp vừa thuốc giãn phế quản vừa tập vận động thì nó lại cải thiện tốt hơn nữa cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là khi mà sử dụng vừa vận động vừa kết hợp với nhóm LABA, ALAMA thì chúng ta thấy là bệnh nhân cùng mức độ vận động nhưng cái mức độ khó thở sẽ ít hơn. Đây cũng là một cái chứng minh cho thấy rằng là khi mà kết hợp tiorobium với lại cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp kéo dài 12 tuần thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả rất là cải thiện rất là tốt, 42% so với là không dùng thuốc giãn phế quản. Như vậy thì vận động như thế nào? Chúng ta thấy rằng là trong cái vận động có hai cách rất là quan trọng, đó là tăng sức bền và tăng sức cơ. Và cái tập sức bền đó là cái trọng tâm của chương trình phục vận động. Nhưng mà chúng ta phải phối hợp cả hai chương trình này để đạt được cái hiệu quả tối đa. Bên cạnh cái tập sức bền, tập sức cơ, chúng ta còn cho bệnh nhân tập cái sức cơ hô hấp. Tức là nó có cái dụng cụ riêng. Bệnh nhân sử dụng cái ống, cái dụng cụ để tập sức cơ hô hấp, mà không phải là thổi vào mà là bệnh nhân hít vào, tập lực hít vào đó, tức là bệnh nhân phải ngậm ống và hít vào thật là mạnh, và người ta có cái ngưỡng để bệnh nhân thắng cái lực đó, và có mỗi người có một cái dụng cụ riêng. Và như vậy thì một cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp là một cái chương trình phối hợp bao gồm rất là nhiều bài tập. Trong đó là có những cái bài tập căn giảng, bài tập tăng sức cơ chi trên, tập sức cơ chi dưới bằng tạ chân, rồi có thể bệnh nhân đi bộ, bệnh nhân dùng xe đạp lực kế, bệnh nhân đi thảm lăn, hoặc đơn giản nhất là những cái bài tập ngồi xuống đứng lên, ngồi xuống đứng lên. Ngoài ra là còn kết hợp là tập với vật lý trị liệu hô hấp, bệnh nhân tập vận động thành ngực, tập thở cơ hoành, tập thở chúm môi, tập thở cơ hô hấp,
Ngoài ra kết hợp với tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sinh hoạt và giáo dục sức khỏe. Đó là một cái chương trình phối hợp rất là nhiều. Và trong một cái nội dung, một cái bài, một cái phần trình bày ngắn như vậy, tôi không có thể trình bày đầy đủ hết các cái nội dung chi tiết của từng cái chương trình. Tuy nhiên là tôi cũng có những cái nỗ lực là chúng tôi sẽ triển khai những cái chương trình CME mở rộng về cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp này, để mong rằng là chúng ta có thể trải rộng ở nhiều đơn vị. Trước mắt hiện tại là đang triển khai thí điểm ở bệnh viện quận 11. Đó là một cái đơn vị cấp quận đầu tiên chúng tôi chuẩn bị triển khai cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp, và hy vọng là sắp tới thì sẽ kết hợp vừa thuốc vừa tập phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân COPD. Thì để xây dựng một cái đơn vị phục hồi chức năng hô hấp như vậy thì có thể tại ngoại trú, nội trú hay tại nhà. Và cái chọn lựa như vậy thì nếu mà chúng ta xây dựng ở cái đơn vị quận, huyện thì nó tiện lợi, tại vì bệnh nhân đi gần, đi bộ ra gần trong cái đơn vị gần nhà mình. Chứ còn ví dụ mình xây dựng ở những cái trung tâm lớn thì bệnh nhân không có thể nào mà đi đến ví dụ ngoại thành, đi vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì nó xa quá. Vâng, thì phải thuyết phục người bệnh, rồi tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi của người bệnh, và cái nhân sự thì phải đòi hợp phối hợp nhiều. Trong đó có bác sĩ, có điều dưỡng, có kỹ thuật viên, tư vấn viên dinh dưỡng và chuyên viên tâm lý học, vân vân. Đây là các bước xây dựng của một chương trình phục hồi chức năng hô hấp. Đầu tiên thì chúng ta phải chọn lựa bệnh nhân cho nó thích hợp, lượng giá cẩn thận trước khi tập, bởi vì mỗi bệnh nhân khác nhau rất là nhiều, và chúng ta phải lượng giá, sau đó chúng ta xây dựng cái chương trình cá thể hóa cho từng người riêng. Có những người thì mặc dù cái FOV1 còn rất là tốt nhưng mà tập không có nổi, và ngược lại có những người FOV1 thấp nhưng mà có thể thích nghi được với vận động và cái chương trình vận động đó. Mỗi người mỗi khác nhau. Và nguyên tắc cái xây dựng cái chương trình cá thể hóa này, chúng ta phải kết hợp vừa tập luyện vừa giáo dục sức khỏe. Chúng ta phải chọn lựa các bài tập cho nó phù hợp với tình trạng sức khỏe, ý thích người bệnh, sắp xếp các cái bài tập theo khuynh hướng là từ dễ tới khó, từ nhẹ tới nặng, từ ít tới nhiều. Và trong một cái buổi tập như vậy thì kết hợp vừa tập sức cơ, vừa tập sức bền, vừa có bài căn giãn, vừa tập thở, vừa tập cơ hô hấp. Đây là một cái chương trình thí điểm kéo dài 8 tuần. Trong đó thì có một buổi là giáo dục sức, mỗi tuần đó chúng ta sẽ có một buổi giáo dục sức khỏe và 3 buổi tập. Thì 3 buổi tập đó nếu bệnh nhân đến được đủ, đến bệnh viện hay là đến cơ sở y tế, đủ 3 buổi cũng được, mà ít nhất là 2 buổi, rồi 1 buổi bệnh nhân có thể tự tập tại nhà. Và trong mỗi cái buổi như vậy thì chúng ta sẽ bố trí là bệnh nhân vừa có tập thở, vừa có căng giãn, vừa có sức bền, vừa có sức cơ, vân vân. Thì đây là những cái chương trình